Lan xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ HD. Kính chúc quý vị ngày mới an lành. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Đề nghị Ninh Bình giải trình việc Phó Bí thư Tỉnh ủy bị cảnh cáo nhưng làm Phó ban chống tham nhũng. Vụ Việt Á, điển hình tham nhũng tiêu cực có hệ thống từ bộ, ngành đến địa phương. Ăn tiền bốc vác gạo, cán bộ chi cục dự trữ nhà nước bị khởi tố. Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi sổ hộ khẩu giấy, người dân thực hiện thủ tục hành chính như thế nào? Đề nghị Ninh Bình giải trình việc Phó Bí thư Tỉnh ủy bị cảnh cáo nhưng làm Phó ban chống tham nhũng. Kính thưa quý vị, đối với việc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình bị kỷ luật cảnh cáo nhưng vẫn làm Phó ban chỉ đạo của tỉnh, ông Nguyễn Thái Học nói sẽ xem lại quyết định, ra soát vi phạm và đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh Ninh Bình giải trình cụ thể. Chiều ngày 17 tháng 8, tại buổi thông báo của Ban Nội chính Trung ương về kết quả phiên họp 22 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, phóng viên đã đặt vấn đề. Liên quan đến việc cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương phải gương mẫu, không vi phạm, nhưng vừa qua có trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh vi phạm như trường hợp Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật liên quan vụ Việt Á. Vậy có giải pháp nào tránh việc chọn rồi mới phát hiện vi phạm? Các phóng viên cũng đề cập trường hợp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng đã bị kỷ luật cảnh cáo lại có tên trong Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh thì sẽ xử lý như thế nào? Trao đổi về nội dung này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho hay Tổng Bí thư nhiều lần nói phải lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, gương mẫu, có tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực để tham gia Ban chỉ đạo. Tiêu chuẩn phải là số 1, không phải vì cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn về sự gương mẫu, liêm khiết. Đối với những cán bộ tham gia vào Ban chỉ đạo mà bây giờ mới phát hiện sai phạm thì tinh thần phải xử lý, sai tới đâu, xử lý tới đó. Sau khi xử lý chắc chắn phải đưa ra khỏi Ban chỉ đạo, ông Học nêu rõ. Ông cũng nhấn mạnh, Ban chỉ đạo đã nhiều lần nêu rõ quan điểm phải phát hiện từ sớm, cảnh tỉnh từ xa, còn đã đưa vào Ban chỉ đạo mà xử lý thì rõ ràng là không tốt, không nên. Đến giờ mới phát hiện có vi phạm sẽ xem xét xử lý nghiêm, quan trọng không bao che, giấu giếm, sai đến đâu, xử lý tới đó, ông Học nhấn mạnh. Đối với phản ánh về việc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã bị kỷ luật cảnh cáo nhưng đưa vào làm Phó Ban chỉ đạo, ông Học nói sẽ xem lại quyết định, ra lại vi phạm của ông Quảng rồi đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh Ninh Bình giải trình về vấn đề này. Ông nêu rõ trước hết phải có báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh Ninh Bình rồi sẽ báo cáo lại Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương. Vi phạm tới mức cảnh cáo chắc chắn đã tiêu cực mà cơ cấu làm phó trưởng ban thì phải xem lại, ông Học nói thêm. Vụ Việt Á, điển hình tham nhũng tiêu cực có hệ thống từ bộ ngành đến địa phương. Kính thưa quý vị, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết đến nay đã có 25 vụ án liên quan sai phạm của công ty Việt Á bị khởi tố với 95 bị can. Vụ Việt Á cũng là điển hình về tham nhũng tiêu cực có hệ thống tổ chức. Chiều ngày 17 tháng 8, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thông báo về kết quả phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, khởi tố 25 vụ án, 95 bị can liên quan Việt Á. Tại cuộc họp, trả lời câu hỏi của phóng viên và một số báo chí về việc xử lý vụ Việt Á, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nêu rõ vụ án này mang tính chất rất điển hình về tham nhũng tiêu cực có hệ thống tổ chức. Trong đó điển hình về quy mô từ cơ quan bộ ngành trung ương có liên quan đến địa phương và không dừng ở cấp tỉnh thành mà cả ở cấp cơ sở. Nguyên nhân là do xảy ra trong lúc đại dịch COVID-19 và nhiệm vụ phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu. Lực lượng cán bộ y tế nói chung và CDC gắn liền với sai phạm kit xét nghiệm được coi là mũi nhọn hàng đầu. Ông Yên nói sự đóng góp của nhân viên ngành y, các cơ quan liên quan trong chống dịch là vô bờ bến như cuộc chiến trận mạc thời bình. Nhưng trong đó đã để xảy ra tham nhũng tiêu cực, có thể nói chưa từng thấy. Hiện nay, theo ông Yên, các cơ quan điều tra trong toàn quốc đã tiến hành điều tra đồng thời, quyết liệt, giáo diết. Ngoài việc tập trung điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công an, thì cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cũng rất khẩn trương, quyết liệt điều tra, nhất là những đối tượng vi phạm chính. Đồng thời, 62 trên 63 cơ quan điều tra các tỉnh vào cuộc theo tinh thần ủy thác điều tra của các cơ quan trung ương theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo và có hướng dẫn rất chặt chẽ.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phụ trách mảng chính từ công ty Việt Á dẫn đến sản phẩm, liên hệ với các đối tượng ở địa phương. Cạnh đó, việc điều tra đầu vào ở cả quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước để đưa ra sản phẩm của Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng cũng được tiến hành. Ông Yên cho hay, phiên họp sáng nay, các thành viên ban chỉ đạo đều thống nhất chủ trương sẽ ban hành cơ chế xử lý đối với những người liên quan đến vụ Việt Á. Trong đó tinh thần sẽ nghiêm khắc nhưng đầy nhân văn, như Tổng Bí thư nói là chí tình, chí nghĩa khi xử lý đội ngũ y bác sĩ không may liên quan đến sai phạm này. Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương thông tin thêm đến ngày hôm nay đã có 25 vụ án liên quan sai phạm của Việt Á bị khởi tố và khởi tố 95 bị can. Trong đó, 25 địa phương khởi tố, còn lại 38 địa phương chưa khởi tố. Trong 38 địa phương có 68 vụ việc liên quan đang được xem xét. Đấu tranh phòng chống tham nhũng không phải đấu đá nội bộ. Cũng tại buổi họp báo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nêu rõ, Tổng Bí thư khẳng định đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không làm nản lòng nhụt chí ai cả, cũng không phải đấu đá trong nội bộ mà là để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng tiêu cực. Đây cũng là yêu cầu đòi hỏi của nhân dân là làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch bộ máy. Ông Học cho biết và dẫn lời Tổng Bí thư nói, người xấu mà chê chúng ta xấu chứng tỏ là chúng ta tốt. Chỉ có người tốt góp ý thì chúng ta phải nghiêm túc chỉnh sửa để tốt lên. Ăn tiền bốc vác gạo, cán bộ chi cục dự trữ nhà nước bị khởi tố. Kính thưa quý vị, 5 đối tượng là cán bộ, lãnh đạo chi cục dự trữ nhà nước Sơn La và chi cục dự trữ nhà nước Mộc Châu đã lập khống hồ sơ thanh toán tiền bốc vác nhằm lấy tiền chênh lệch trên 1,7 tỷ đồng. Chiều ngày 17 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra chi cục dự trữ nhà nước Sơn La và chi cục dự trữ nhà nước Mộc Châu. 5 đối tượng bị bắt bao gồm Trần Việt Anh, 46 tuổi, ở thành phố Sơn La, là phó chi cục trưởng phụ trách chi cục dự trữ nhà nước Sơn La. Nguyễn Thị Huyền Trang, 33 tuổi, ở thành phố Sơn La, kế toán chi cục dự trữ nhà nước Sơn La. Ngô Thị Hiền Lương, 47 tuổi, ở thành phố Sơn La, thủ quỹ chi cục dự trữ nhà nước Sơn La. Nguyễn Thị Bình, 47 tuổi, ở huyện Mai Sơn, cán bộ cục dự trữ nhà nước khu vực Tây Bắc, nguyên chi cục trưởng chi cục dự trữ nhà nước Mộc Châu. Nguyễn Quang Ngọc, 33 tuổi, ở huyện Mộc Châu, trưởng bộ phận tài vụ quản trị kiêm kế toán trưởng chi cục dự trữ nhà nước Mộc Châu. Theo cơ quan công an, từ năm 2020 đến năm 2022, các đối tượng trên đã tổ chức thực hiện việc thuê bốc vác gạo nhập, xuất kho, lập 18 hồ sơ thanh toán bốc vác với đơn giá không đúng thực tế, nhằm mục đích rút số tiền công bốc vác chênh lệch giữa định mức so với thực tế chi trả để hưởng lợi, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Cụ thể có 9 hợp đồng đơn giá thực tế bốc vác từ 34.000 đồng đến 37.000 đồng một tấn gạo, nhưng đã được thanh toán với đơn giá bốc vác từ 95.000 đồng đến 100.000 đồng một tấn gạo. Có 9 hợp đồng đơn giá thực tế bốc vác là 30.000 đồng trên một tấn gạo, như được thanh toán với đơn giá bốc vác là 105.000 đồng một tấn gạo. Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trên về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi sổ hộ khẩu giấy, người dân thực hiện thủ tục hành chính thế nào? Kính thưa quý vị, ngày 17 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2022. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính giữa các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh với các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Phát biểu chủ trì buổi đối thoại, Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, hội nghị được Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và cá nhân đóng góp ý kiến về quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Công an thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của người dân về thủ tục hành chính để đề ra các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Người dân gặp vướng mắc khi thu hồi sổ hộ khẩu. Tại buổi đối thoại, doanh nghiệp đặt nhiều câu hỏi liên quan đến cấp thị thực, visa, cấp tạm trú cho người lao động nước ngoài. Trong khi đó, các cá nhân đặt câu hỏi liên quan việc thu hồi sổ hộ khẩu, căn cước công dân gắn chip, nhập khẩu. Bà Doãn Thị Thược, ngụ quận 1 nêu vướng mắc. Khi làm thủ tục đăng ký cư trú, thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
Tuy nhiên, khi làm thủ tục hành chính, một số cơ quan tổ chức vẫn yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để đối chiếu hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú không chấp nhận căn cước công dân. Trả lời ý kiến của bà Thược, Trung tá Châu Thanh Sơn, Phó trưởng Công an quận 5 cho biết, trường hợp bà Thược đã bị công an thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi đăng ký cư trú, thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu. Do đó, bà Thược chỉ cần xuất trình giấy xác nhận thông tin cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính. Cơ quan chức năng nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm giải quyết cho bà Thược theo đúng quy định. Thông tin tại buổi đối thoại, Thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội PC06, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang chờ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội C06, Bộ Công an có hướng dẫn cụ thể về việc thu hồi sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, theo quy định của luật cư trú 2020, sổ hộ khẩu hết hiệu lực sử dụng thì bắt buộc phải thu hồi, người dân phải chấp hành nghiêm quy định, không giữ lại làm kỷ niệm. Thượng tá Thơ nói, liên quan vấn đề người dân bị thu hồi sổ hộ khẩu gặp khó khăn khi làm thủ tục hành chính, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu PV01, Công an TP HCM cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các đơn vị ra soát quy trình thực hiện các thủ tục hành chính để đảm bảo phù hợp với quy định luật cư trú 2020 và định hướng thực hiện đề án 06 của Bộ Công an về giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, sau khi các đơn vị ra soát, điều chỉnh phù hợp thì căn cước công dân gắn chip sẽ là loại giấy tờ có đầy đủ thông tin về cư trú. Người dân không cần xin giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính. Sổ hộ khẩu hết hiệu lực thì phải thu hồi. Tuy nhiên, Công an TP HCM tiếp thu kiến nghị của người dân về việc giữ lại sổ hộ khẩu, đồng thời sẽ ý kiến với lãnh đạo Bộ Công an sớm có hướng dẫn để làm sao thuận tiện, đơn giản nhất cho người dân. Ông Hà nhấn mạnh.